cử tri quận Hai Bà Trưng đã nêu ra nhiều vấn đề bức xúc dân sinh, trong đó có mong muốn về bỏ giải phân cách cứng, phân làn đường trên các tuyến phố Huế, Hàng Bài, Bà Triệu, Xã Đàn, Trần Khắc Trân, Đại Cổ Việt và Giải Phóng. Các cử tri cho rằng, do giải phân cách cứng chia thành nhiều đoạn khác nhau, lại được đặt lửng lơ giữa đường nên gây ra phiền toái cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, tình trạng tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện va chạm với giải phân cách thường xuyên xảy ra. Theo tổng hợp của Sở Giao thông Vận tải mới đây, sau gần một tháng phân làn, đã xảy ra ít nhất 200 vụ ô tô, xe máy đâm vào giải phân cách, cột biển báo.